chim sợ cành cong. Một lần bị tổn thương thì ngàn lần e dè, hoảng sợ. Có những nỗi sợ hãi, lo phiền tựa như những mũi tên độc vô hình, không cần xuyên thấu thân thể mà vẫn có thể gây ra tổn thương, thậm chí cướp đi sinh mệnh của người ta. Chuyện kể rằng, ở giải đất Trung Nguyên xưa, vào thời Chiến Quốc, có một cung thủ thiện xạ, nổi danh khắp thiên hạ, tên là Đại Lỗi. Một ngày nọ, Đại Lỗi đang tháp tùng vua nước Ngụy đi săn trên thảo nguyên thì cả hai tình cờ phát hiện một con ngỗng trời đang bay trên đầu. Đại Lỗi nói: "Bẩm bệ hạ, thần không cần tên, thần chỉ cần dương cây cung không mà bắn, con chim này sẽ rơi xuống và chết." Vua nước Ngụy nói: "Khanh có thể làm được thật chứ?" Đại Lỗi nói: "Bẩm, thần có thể." Nói dứt lời, Đại Lỗi bèn dương cung của ông lên, kéo căng dây nhắm vào con chim đang bay và giả vờ bắn. Bạch! Tiếng dây cung khô khốc vang lên, lập tức con chim lớn lảo đảo rồi rơi xuống đất ngay trước mặt nhà vua. Ngụy Vương kinh ngạc thốt lên: "Thật tài tình, khanh đã không dùng đến tên, làm sao mà con chim đó có thể chết vậy?" Đại Lỗi nói: "Bẩm bệ hạ, bởi vì đây là một con chim đã bị thương." Vua liền hỏi: "Làm sao mà khanh biết được điều đó?" Đại Lỗi đáp: "Thần thấy con ngỗng hoang này bay khá chậm và tiếng kêu của nó thật thảm thương. Bay chậm là vì nó đã bị thương bởi một mũi tên trước đó. Còn âm thanh thê lương của nó nói cho thần biết rằng nó đang sợ hãi vì đã bị tách khỏi đàn. Bởi vậy, khi nó nghe thấy tiếng dây cung bật, nó trở nên hoảng sợ và càng cố gắng bay cao hơn. Vết thương cũ của nó bị toát ra, cộng thêm sự sợ hãi và kiệt sức, nên nó rơi xuống đất. Kể từ đó, người ta thường sử dụng thành ngữ kinh cung chi điểu hay một thành ngữ biến thể khác là chim sợ cành cong để mô tả những người từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống và hoàn cảnh tương tự. Ngạn ngữ phương Đông có câu: "Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng", cũng nhằm chỉ ý này. Cho nên mới nói, có những nỗi sợ hãi và lo phiền tựa như mũi tên độc vô hình, không cần xuyên thấu thân thể mà vẫn có thể gây tổn thương bấn loạn, thậm chí cướp đi sinh mệnh, giống như con ngỗng trời đã chết vì hoảng sợ trong câu chuyện này. Xin chào các bạn, Nguyễn Hữu Trí và Mr. Well Array, thầy đẹp trai mà chuyên cà khịa đến từ Học viện Wake Your Power. Mà ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một bài giảng bắt nguồn từ một câu chuyện rất là thật và rất là gần gũi với tất cả chúng ta. Và thành thật mà nói, nó sẽ không giống như một bài giảng, mà thật ra đây là một bài học đối với chính bản thân anh luôn. Bởi vì cái điển tích mà anh vừa mới chia sẻ với các bạn, cái câu chuyện chim sợ cành cong, là cái mà anh đã biết từ trước đây. Và khi anh nghiên cứu về những cái diễn biến tâm lý, những cái tổn thương trong tâm lý, thì anh hiểu về cái hội chứng này. Tuy nhiên, chỉ tới khi mình tiếp cận một cái câu chuyện, mình nhìn thấy một cái người thật ngay trước mắt của mình, và mình nhìn thấy được cái nỗi đau của họ, cái tổn thương của họ và cái giá mà họ phải trả trong rất 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 nhiều năm, thì tới lúc đó anh mới thật sự thấm thía được những cái tổn thương trong thời thơ ấu của mình, đặc biệt là trong gia đình. Nó có thể hủy hoại cái tinh thần và nó gây ra những cái mất mát kinh khủng nhiều nào. Câu chuyện mà chút nữa đây chúng ta sẽ đi cùng với nhau, đó là một câu chuyện rất dũng cảm và kiên cường của một cô gái, của Châu, để đối diện với cái ký ức cả một tuổi thơ của mình, để rồi cái ký ức đó biến thành cái nỗi sợ ám ảnh cái cô bé Châu đó trong gần 20 năm sau đó. Để rồi mặc dù Châu đã trải qua rất là nhiều những cuộc tình, những cái mối quan hệ, nhưng nó không thể đi xa được. Bởi vì mỗi lần mà nó chuẩn bị bước vào một cái giai đoạn nghiêm túc hơn thì cái nỗi sợ nó quay trở lại và ám ảnh bạn. Để rồi sau gần 20 năm, cuối cùng Châu quyết định là mình phải đối diện và phải vượt qua được cái nỗi sợ, cái ám ảnh đó. Và cái chặng hành trình mà bạn làm việc đó thật sự làm cho anh rất là xúc động. Các bạn sẽ nhìn thấy trong cái phần chia sẻ mà bọn anh trao đổi với nhau, cứ mỗi lần mà Châu nhắc tới cái ký ức trong gia đình của mình là bạn bật khóc. Để chúng ta hiểu được là có những cái mũi tên mà 20 năm trước, 20 năm sau nó vẫn gây ra những giọt máu, nó gây ra những đau khổ. Đặc biệt là ở phần sau, khi mà bọn anh thảo luận với nhau và anh giúp Châu nhìn ra những cái góc nhìn hiệu quả hơn, thì các bạn sẽ để ý thấy có một cái công cụ mà anh rất là thích. Khi mà chúng ta đối diện với những cái lo lắng, những cái nỗi sợ và bâng khuâng của mình, thì đây là công cụ mà ngày đó anh học được từ giáo sư Stephen Covey trong cuốn sách The 7 Habits, 7 thói quen của những người hiệu quả. Nó gọi là phạm vi ảnh hưởng và phạm vi quan tâm. Thì đây là một cái công cụ để giúp chúng ta sàng lọc được những cái nỗi sợ, những cái băn khoăn của mình và tìm lại được cái thế chủ động trong cuộc sống. Và ở phần sau nữa, các bạn sẽ nhìn thấy cái cách mà anh
hướng dẫn cho Châu để đối diện với nỗi sợ, hiểu được nỗi sợ và có cách để chuẩn bị và vượt qua nó một cách hiệu quả hơn trong tương lai. Thì đó là cái phần đặc biệt mà chúng ta sẽ cảm nhận với nhau trong lớp học. Sẵn sàng chưa? Anh chưa sẵn sàng lắm, bởi vì có một cái cuối cùng anh xin được nhắc các bạn là đây là cái phần báo cáo dự án tốt nghiệp cuối khóa, là cả một chặng hành trình 2 tháng mà anh đi cùng với nhau rồi. Cho nên mọi người thông cảm giúp nha, các bạn sẽ nhìn thấy một phiên bản của anh Trí lầy bựa, mày tao. Thấy này quá vô duyên luôn á. Rồi cà khịa. Vô duyên hết trơn. Quậy rất là khác một chút. Mình tuổi đã đỏ nha. So với lại cái phiên bản của anh thông thường các bạn hay thấy trên YouTube. Nghe, cho nên anh rất mong là nếu các bạn là fan cứng của ông Quéo, xin có tấm lòng cởi mở để đón nhận một cái phiên bản ông Quéo thô hơn, chân thật hơn, lầy bựa hơn chút xíu, đặc biệt ở phần cuối của cái video clip tiếp theo. Và bây giờ hãy thắt dây an toàn và xin được đồng hành với nhau trong chặng hành trình nhìn lại một cái nỗ lực cực kỳ dũng cảm, kiên trì và đầy cái khát khao để tìm kiếm hạnh phúc của Châu. Let's go. Thì trước khi vào dự án thì em xin thành thật khai báo đây là kết quả của một dự án thất bại. Em bắt đầu với cái dự án là thử vai làm dâu. Thì xuất phát từ cái khao khát của em là em muốn có một mối quan hệ với người yêu của em rõ ràng hơn. Có nghĩa là hai đứa quen nhau lâu rồi nhưng mà chưa có một cái động thái gì để có một cột mốc đi xa hơn. Thì em muốn có một cái sự rõ ràng. Tiếp theo là em thành thật hơn với cái nỗi sợ của mình. Cái nỗi sợ lớn nhất của em là đối diện với trách nhiệm. Em rất là sợ phải là trách nhiệm của người khác. Thì trong cái dự án này em muốn là đối diện với nó. Và cái lớn nhất là em muốn tìm sự bình an. Thông qua cái việc trải nghiệm với gia đình của người yêu thì em có thể là thay đổi cảm xúc của mình với gia đình của mình. Và em sẽ, tương lai thì em sẽ có một cái gia đình mà tốt hơn. Thì để bước đến cái plan của em thì em đã có được 6 bước. Thì đầu tiên là em xây dựng cái bản thân của mình, những cái thói quen tốt, những cái góc nhìn tốt về hôn nhân, về gia đình. Tiếp theo là em bắt đầu tiếp cận với lại gia đình của bạn trai em. Rồi sau đó là em sẽ có những cái, em tập đối diện với những cái áp lực sống. Thì qua những cái điều đó thì em muốn người yêu em cũng biết được cái điều đó. Thế là em cũng muốn nhận được những cái feedback của cái bạn trai em về cái những cái mà em chia sẻ. Thì nếu như mà hai đứa có cùng một cái góc nhìn, cùng quan điểm thì hai đứa sẽ đóng dấu. Thì về tiến độ thì em hiện tại là em đã làm được bước 1 và bước 2. Thì em view lại cho mọi người xem bước 1 và bước 2 của em. Còn cái bước khác thì em đang trong quá trình em rèn luyện và em xây dựng nó. Thì đây là những cái do mà em đã làm. Ở bước 1, bước 2 thì em đã chuẩn bị một cái tâm thế sẵn sàng cho cái việc làm dâu. Thì đã có một cái tâm thế sẵn sàng rồi thì em trang bị cho mình những cái kế hoạch, những cái công cụ rõ ràng hơn để em thực hiện cái kế hoạch đó của mình, để em tiếp cận được cái vai trò làm dâu mới của mình. Như mọi người thấy thì đây là cái kết quả. Yeah, vui mà. Rồi sao mà lúc mọi người nói làm tao áp lực căng thẳng quá. Thì đây là cái kết quả của em. Thì em đã có được hai cái cuộc gặp mặt mà thật sự ấm cúng với lại gia đình của người yêu của em. Qua đó thì em cũng đúc kết được hai cái rất là, em rất là tâm đắc. Đó chính là cái nỗi sợ ở trong đầu nảy ra, sợ phải làm, sợ không được giữ trong đầu. Khi mình đối diện với nó mình thấy nó thật ra nó không đáng sợ như lúc mình tưởng tượng, đúng không? Mình tưởng tượng nó quá cha sự thật bị, đúng không? Dạ, thì em thấy là cái không gian nó cũng góp phần một phần rất là quan trọng trong cái việc mà chảy cảm xúc của mình á. Thì em thấy là cái điều đó là gia đình, cái người yêu của em thì làm rất là tốt. Thì em học được cái việc đó, thì em muốn áp dụng cái việc đó cho cái cuộc gặp mặt của em với bà má em. Ok. Dạ. Tiếp theo là cái bài học thì em học được cái về chủ đề giao tiếp. Thì chủ đề giao tiếp của em là em đã không làm được với lại ba má em, nhưng em đã làm được với lại ba má của người yêu em. Thì em đã chọn một thái độ là chân thành, nghiêm túc và lễ phép với hai bác. Thì kết quả là nỗi sợ của em là nó giảm dần. Thì em tự tin hơn, không, nó không hoàn toàn biến mất nhưng mà nó chỉ giảm dần thôi. Giảm là tốt rồi. Dạ. Còn đứa nào mà không còn sợ là mấy đứa cắn đá thôi, chứ còn sợ vẫn phải sợ chứ, nhưng mà giảm là tốt rồi. Dạ, thì em thấy là cái mà em học được sau cái dự án thất bại này là thất bại rõ ràng là gì á, nhưng mà tự nhiên thất bại quỷ này, phải thất bại nào bây giờ tôi ngồi tôi sợ là gặp nhau xong rồi mình chia tay thằng đó hay là mình sao đó, hay là tía má nó quýnh mày hay là sao đó, tao nói thiệt mày làm căng thẳng quá, mày làm tao á, tao sợ vãi là quần luôn á. Thất bại nó là một thành công nhỏ của cái dự án ban đầu của em đã thất bại. Dự án gì? Dự án ban đầu của em là làm với gia đình của em. Hiểu. Dạ, em cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Trời, ok. Trời ơi, con nhỏ này nó làm đánh lạc hướng mà làm ngồi nãy giờ mình rung quá quý vị ơi, mình rung còn hơn là nó về ra mắt là tía má bò nó nữa luôn á. Má ơi, mình ngồi mình rung mà quá cha, nó mới vô nó kêu về đây là một dự án thất bại. Là mình nói tao chết mẹ rồi. Rồi xong rồi ăn cứt rồi, vậy là bị bà già đổ cục canh lên đầu rồi. Rồi chết mẹ là bị ông già xì chó cắn rồi, thôi chết mẹ. Tao cứ ngồi mẹ, tao đợi ra mẹ rồi còn vô chơi khóc nữa. Bà nội.
Còn rõ ràng là em đã rất may mắn để mà, đúng không? Dĩ nhiên là em đã nghiêm túc chuẩn bị, và sự chuẩn bị của em được payback, được đền đáp một cách rất là ngoài sự mong đợi, là bố mẹ của bạn trai của em là những người rất là ấm cúng, đúng không? Rất là dễ thương, và họ có một gia đình ấm cúng hạnh phúc, đúng không? Và anh nhìn ra là cái trải nghiệm này nó giúp em tìm lại được cái niềm tin ở gia đình, bởi vì đúng không? Và mình thấy là có thể gia đình của mình ngày đó không có được hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình nào cũng không hạnh phúc, và điều đó không có nghĩa là gia đình của em mai này sẽ phải bất hạnh, đúng không? Vậy là thành công rồi, tìm lại được niềm tin là thành công rồi. Tất cả bắt đầu từ niềm tin cái đã, mình phải tin. Trời ơi, nó làm má ơi, làm tao tưởng cái bà dâu cái gì kỳ ghẻ mẹ chồng cái gì đó. Trời ơi, trời ơi, tao tưởng tượng cái cảnh là bà má chồng của mày rút cây gậy trong cái cây cằn giường nào quýnh mày nữa, rồi ông bố thì lấy đóng chính cái đinh nữa cho trội ghê quá. Nó chính vô những cái drama gần đây không, cái gì hiểu không, làm em bị liên tưởng, em căng thẳng quá trời luôn, còn nói khóc nữa. Rồi CI nói đi, chuyện này sao, mấy cái vụ drama gia đình này vui ha, tự nhiên thấy giống mấy cái phim truyền hình đấy, mình hãy coi. Bạn mà khi đến MLB thì bạn đó có vấn đề về cảm xúc mà nó rất là khó đối diện với lại cái cảm xúc về gia đình của mình. Và khi mà rèn luyện thì Châu rèn luyện rất là tốt. Thật sự Châu đã là người báo cáo F3 và những cái dự án rất là nhỏ bạn làm như dậy sớm, chạy bộ, các thứ để build lên cho mình cái niềm tin, build lên cho mình cái nghị lực. Và tới thời vào khoảng F4 á, là thì em đã giúp bạn hướng về cái mục tiêu ban đầu, hướng về cái đó, và bạn đã rất là dũng cảm để đối mặt với nó. Và bạn đã chọn một cái dự án tên là Bình An để mà làm, và nó đã thất bại như là bạn đã chia sẻ. Nhưng bạn vẫn không bỏ cuộc và đã chọn một cái nhỏ hơn trong cái Tết này để làm và có cái bài báo cáo ngày hôm nay. Rất là cảm ơn Châu đã. Good job em. Rồi, Châu, vì sao dự án đầu tiên thất bại? Em nghĩ là em đã làm sai cách. Em đặt ra cái mong đợi khó quá cho chồng. Tại vì cái sự hạnh phúc của cái gia đình đó mà yêu cầu đứa con tạo ra khó quá. Mình có học với nhau trong khóa học, em nhớ không? Là sự hạnh phúc của gia đình của em là phạm vi quan tâm, đặc biệt nếu em là con. Còn dĩ nhiên nếu em là người vợ thì cái sức ảnh hưởng của em lớn hơn, đúng không? Nếu em là người vợ thì đúng không, em vừa là vợ vừa là mẹ chẳng hạn, thì em sẽ có nhiều thứ em có thể làm để nuôi dưỡng được cái hạnh phúc cho gia đình hơn, mặc dù là nó cũng có một phần rất lớn của ông chồng nữa, đúng không? Gặp ông chồng mà trời đánh thì dù em cố gắng mức nào ông vẫn mất dạy thì em cũng không hạnh phúc được, đúng không? Nhưng mà nếu em là người vợ, người mẹ trong gia đình thì cái sức ảnh hưởng của em nó lớn hơn, đằng này em là đứa con mà, phải không? Mà em đặt ra cái mong đợi là giúp cho bố mẹ em hạnh phúc, hoặc là làm cho cái gia đình của bố mẹ của em hạnh phúc, thì cuộc chơi nó quá khó. Châu hiểu không? Chưa cả là cái sức ảnh hưởng, cái sự tình trải của em nó chưa lớn, đúng không? Tại vì em cũng còn trẻ, không? Thì sức thì chưa đủ, mà cuộc chơi thì khó, thì sao làm được? Không? Cho nên là mình đặt một cuộc chơi, mình khi mình lựa cái mục tiêu, mình tấn công, mình lựa cái cuộc chơi mình chơi, mình phải lựa cuộc chơi cho nó vừa sức. Ha, thì rõ ràng em thấy không, em đặt một cái cuộc chơi nó nằm trong phạm vi quan tâm, chứ không phải phạm vi ảnh hưởng. Em làm em bật máu đầu liền. Không? Còn cái cuộc chơi thứ hai mà em lựa chọn, rõ ràng là em không đặt ra mục tiêu là em muốn cho gia đình của bạn trai em hạnh phúc. Tại vì em nhận ra, ủa đó là gia đình của ảnh mà, không phải gia đình mình đâu, chưa phải gia đình của mình, đúng không? Thì em đặt ra mục tiêu là gì? Là mình sẽ làm một phiên bản thành thật nhất, nghiêm túc, lễ phép nhất đến gặp hai người đó. Thì rõ ràng đó là phạm vi ảnh hưởng, không? Và khi mà mình tập trung vào phạm vi ảnh hưởng của mình thì rõ ràng là khả năng ảnh hưởng của em nó sẽ mở rộng. Em bước vào cái không gian đó em bình an hơn, em tử tế, em lễ phép, em thành thật và em cũng nghiêm túc, đúng không? Thì khi đó tự động cái gia đình đó họ cũng chào đón em, đúng không? Họ chào đón cái sự thành thật, cái sự lễ phép, cái sự chân thành của em, đúng không? Còn em tưởng tượng xem là nếu em đến cái gia đình đó mà nói là anh, em sẽ là một nhân tố bí ẩn cho gia đình của anh đấy, em sẽ đến và thay đổi gia đình của anh, em sẽ đến để thay đổi những chủ trương đường lối trong gia đình của anh, để đưa nó về một cái chân trời xa lạ, thì em bước vô cái gia đình đó với một thái độ máu chó như vậy, thì tin anh đi là bà má chồng bà sẽ giật điện em từ ngoài ngõ vô cái bàn ăn luôn, thấy không? Thì again, anh nghĩ là cái câu chuyện này cho mình nhìn thấy một cái nhìn rõ hơn rất nhiều về phạm vi ảnh hưởng, phạm vi quan tâm. Ha, và khi mình tập trung vào phạm vi quan tâm là mình bế tắc, mình suy nghĩ về phạm vi quan tâm là mình cảm thấy là mình bế tắc, mình tuyệt vọng, mình hopeless. Nhưng khi em tập trung vào phạm vi ảnh hưởng của em thì cái sức ảnh hưởng của em nó lớn hơn rất nhiều, hiểu không?
Anh hỏi sao mà nhắc tới gia đình mà cảm xúc nhiều dữ vậy? Cảm xúc của em là gì? Gọi tên cái cảm xúc đó. Sợ. Em sợ vậy như má em. Hiểu. Cho nên làm sao để vượt qua nỗi sợ đó? Làm. Làm gì? Em phải đối diện với nỗi sợ đó chứ. Thì như hồi nãy như chị nói. Bằng cách đến gặp nó, má bữa nay má cho con làm việc ba thử một ngày coi. Kiểu vậy hả? Không, em phải nhận diện được nỗi sợ đó là gì. À, thật ra là nếu đúng là gì là mình sợ, dù mình sợ ăn cướp đúng không? Nói em sợ bị ăn cướp lắm. Thì cách hay nhất để đỡ sợ ăn cướp hơn là gì? Đi vào đường lỡ ăn cướp nó đến rồi, trời ơi nó giật điện thoại em rồi, mẹ em phải đưa cục sạc cho nó. Ừ. Em sợ lắm anh chứ. Chẳng hạn đúng không? Thì mình ra đường mình có nỗi sợ bị ăn cướp nó tấn lột mình, đúng không? À, rồi nhiều khi tấn lột xong rồi, trời ơi ghê lắm, thôi tiếp tục, ghê quá, à sợ. Thì làm sao để hết sợ? Có bạn gửi đến là thành ăn cướp. Cách đi ra ngoài đường, ăn cướp, thì nó sai. Em nghĩ là lúc đó em mới biết là mình có cái gì để ăn cướp của mình. À, vậy tức là giờ mình đừng có gì hết, mình sẽ không bao giờ bị ăn cướp. Mình mặc quần tà lõn đi ngoài đường thôi, không ai làm cướp mình hết. Cái gì vậy má, ra đường phải mặc đồ đẹp chứ, phải có túi sách chứ, phải có điện thoại chứ, không lẽ đi tà lõn. Làm sao để mà không sợ ăn cướp nữa? Em nghĩ là nếu như mà mình đã sợ thì mình phải nghĩ đến trong trường hợp rủi ro. Sợ cướp thì mình phải trang bị cho mình. Ví dụ như mình cần những cái thế võ hay cái gì đó để đỡ thì mình sẽ chuẩn bị ra trước. Còn đây như đoạn đường vắng có cướp thì mình sẽ hạn chế đi những cái đoạn đường đó vào ban khuya chẳng hạn. Thì mình sẽ biết được là cái đoạn đường đó hay có cướp thì mình sẽ tránh. Mà xui thì gặp thì mình sẽ chuẩn bị hơi cay hay cái gì đó trong người để mình xịt. Thì đó, em thấy không? Tức là gì, đã vượt qua nỗi sợ của mình thì em phải hiểu được là à vì sao mà má, nếu anh là em nha, thì mình trò chuyện với má mình để hiểu được là vì sao cuộc đời của bà khổ. Và bà đã đối diện, tức là hoặc là hôn nhân hoặc là gia đình đã có những cái việc gì mà bà đã không xử lý một cách hiệu quả để rồi bà khổ. Thì em phải đối diện, em phải nhìn coi là nó là cái gì vậy. Tức là mẹ mình đã bị dính những cái chiêu gì mà bà đỡ không được để rồi bà dính chưởng và bà khổ. Và khi em biết được là có những cái chiêu 1, 2, 3, chiêu này là từ việc thu nhập gia đình nè, cái chiêu này là đến từ ông chồng nè, cái chiêu này đến từ chuyện con cái nè, cái chiêu này em biết được là có mấy cái chiêu đó mà má em dính để rồi bà khổ, thì lúc đó em bắt đầu đi luyện công, đúng không? Em sẽ bắt đầu coi là à nếu vậy thì mình cần phải làm sao, phải biết cách quản lý tiền bạc gia đình sao để đừng khổ, đúng không? Rồi mình phải biết cách cư xử với chồng sao để đừng khổ, rồi mình phải biết cách cư xử với là con cái sao, với nội ngoại sao để đừng khổ. Thì mình bắt đầu học cái kỹ thuật để mình handle, thì khi đó mình hết sợ. Đó. Chứ còn nếu mình chỉ nhìn thấy cái nỗi khổ của má mình cứ nhìn thấy là ồ má mình đó, mình nhìn thấy cái người đó họ bị đau đớn, họ bị, đúng không, rồi mình sợ thì không được. Mình phải study, mình phải hiểu cái nguồn gốc của cái khổ đau đó và mình có sự chuẩn bị, thì đó gọi là tu luyện đó. Đó, tu là nó có 4 bước đó, đúng không? Là ý thức về nỗi khổ, hiểu về nỗi khổ, tin là mình vượt qua được, và rồi luyện tập để vượt khổ. À, đó gọi là tứ diệu đấy. Ok. Nghe, còn lại mày bắt đầu rồi mày drama rồi mày khóc sụt sùi làm tao tưởng đâu là trong tim của mày có những pha ghi bàn rất là drama, tao ngồi nói tao thiệt tim tao cũng rớt ra ngoài luôn, nó đi gặp mắt bố mẹ bạn trai nó mà thiếu điểm người ta cũng ngồi với cầm bàn vậy. Không chết mà cuối cùng nó có gì, cuối cùng nó giả đồng ẩm như vậy, nó quá sức luôn cái gì, nó vô gì hết. Cái việc mà em có dự án này là chắc là phải cảm ơn chị Thơ, chị là cái người mà kêu là khơi nguồn cho cái dự án này á. Có nghĩa là em muốn làm nhưng mà em chưa có đủ cái động lực để mà em thúc đẩy em làm, nhưng mà từ một cái buổi nói chuyện với nguyên nhóm mà chị Thơ rồi em có mình mới. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng, bực bội quá. Tao ngồi đây tao không có phim để coi nè. Tao thấy mày quá vô duyên luôn á. Tao mà là má chồng mình tuổi ra khỏi nhà. Trời ơi, má có chuyện này hay lắm nè má. Có chuyện gì vậy con, chuyện gì vậy? Chuyện này ghê lắm, ghê lắm. Má một thất bại gia đình. Ghê quá, để má nghe đi. Trời ơi, bước vô, thấy hai vợ chồng hạnh phúc. Dễ thương các bạn. Không, ý anh hỏi là các bạn thấy lúc mà anh feedback, anh cà khịa, anh chăm chọc học viên của anh á, dễ thương không? Trời ơi, tao thấy tao quá là cu tè luôn á. Anh nói thiệt với các bạn là khi mà làm cái video clip và làm ra cái bài giảng này cho mọi người á, anh coi lại cái phần feedback của anh á,
anh cười sặc 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 cả buổi luôn á, và anh nghĩ đó là cái cho anh cái tinh thần, cái niềm vui lớn nhất để tiếp tục công việc trong suốt 12 năm qua. Bởi vì thực sự cái chặng hành trình đó nó cho anh học được rất là nhiều từ những cái nỗ lực của những cái bạn trẻ, từ những cái phấn đấu rất là chân thật, thậm chí là mình cảm được những cái nỗi đau mà trước giờ có khi mình chỉ đọc được một cách khô khan trên sách vở mà thôi, để rồi sau đó mình trân trọng được cái nỗ lực và cái sự dũng cảm của các bạn. Đó, dễ thương ha. Đó, những con người đó là những người truyền cho anh cái cảm hứng và cái tinh thần, cái sứ mạng để làm cái việc mà anh đang làm ngày hôm nay ha. Còn lại tới phiên của các bạn, nếu các bạn thật sự là những khán giả nghiêm túc và sâu sắc của ông Béo thì làm bài tập ngay bây giờ. Anh mong các bạn thả xuống dưới cái comment là các bạn học được cái gì, các bạn ấn tượng và xúc động hoặc là cảm kích được cái tinh thần gì, cái nỗ lực gì, hoặc là mình rút ra được những cái góc nhìn mới mẻ nào trong cái phần chia sẻ của Châu, hoặc là cái phần feedback và dẫn dắt của anh. Viết nó ra để cái nhận thức đó nó trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn đối với các bạn. Thả bên dưới nha. Và anh nghĩ nếu được sâu hơn nữa là trong trường hợp các bạn, chính bản thân các bạn đã từng trải qua những cái tổn thương, những cái mất mát, những cái nỗi đau trong tuổi thơ của mình, hoặc là gắn liền với cả gia đình của mình luôn, thì anh nghĩ đây cũng là một cơ hội để chúng ta quay trở về, tìm cho mình sự dũng cảm đối diện và có thể mở lòng ra chia sẻ nó, để rồi nhẹ lòng hơn và nhìn ra được cái nỗi đau mà trong những ngày sắp tới các bạn sẽ đối diện và dũng cảm để vượt qua nó, để rồi nuôi dưỡng những cái hạnh phúc chân thật cho chính mình, cho người thương của mình và cho gia đình của các bạn trong tương lai. Thả cái comment bên dưới nghe. Anh lót đôi dép ngồi đây đợi comment của các bạn. Ok. Và dĩ nhiên nếu các bạn thật sự muốn tìm hiểu về một cái chặng hành trình để có người đồng hành, hỗ trợ hoặc là tương tác và đi cùng với anh, thì các bạn có thể tìm hiểu về cái khóa học của Wake Up Power, cái chặng hành trình để đi sâu vào bên trong, chữa lành, thấu hiểu và nuôi dưỡng bản lĩnh tự thân ở bên trong của mỗi chúng ta. Cái link nằm trong description.